Mày theo Hùng đi ra đây trêu tao. Mặc áo mưa hay như hôm nay là anh Hùng nằm nhà. Thế là nhớ chị quá chị Vân ạ. Hello chào tất cả bạn nhá. Hey, hôm nay mình là một ngày nóng chảy hết cả mùi đi các bạn, nóng được quá. Mình ngồi nhà mình cũng chán các bạn ạ. Hôm nay mình lên quán mình thăm chị Vân nhưng mà các bạn ạ, đây là quán chị Vân, quán 1915 này. Giờ mình ngồi không ăn chị Vân đâu. Mình vào hỏi cái đứa em trong quán ấy thì nó bảo là chị Vân đang chị dưới phòng. Mình ngồi mình nghĩ ra một cái tròn trôn các bạn ạ. À, mình sẽ vào mình thử, mình thấy cái điếu cày trong kia các bạn ạ. Đấy, mình thì mình chưa tốt giờ, hôm nay mình sẽ thử vào chôn. Mình sẽ nhờ cái đứa nhân viên trong quán kìa. Đấy là em chơi cùng chỗ quen biết của mình các bạn ạ. Thế là mình vào giờ mình sẽ hút thuốc lào và chôn và xem chị Vân sẽ xử lý mình như thế nào các bạn nhá. Mình chưa giờ mình hút thuốc, bây giờ mình ra mình chôn chị mình. Nắng mà lấy mấy một quanh mồm các bạn ạ. Chết dở. Bây giờ mình sẽ vào quán nhá. Mày theo Hùng đi ra đây trêu tao. Mặc áo mưa hay như hôm nay là anh Hùng nằm nhà. Thế là nhớ chị quá chị Vân ạ. Nhớ nhà. Không biết là ba hôm nay chị Vân đi làm thế nào rồi. Mẹ tình lắm. Ra sao. Đấy thế anh Hùng nhớ em bảo thôi hôm nay là nghĩ ra một ngàn trôn. Anh em hôm qua là mình nghĩ ra một ngàn trôn. Hôm nay đi chơi Vân giảm sữa. Thực ra là xem chị có trung tình không thôi. Trời ơi, đây hơi bị trung tình đấy nha. Thế là thế là công việc của chị nào? Công việc thì cũng nói chung là cũng được, hơn cả phụ hồ. Mệt hơn nhỉ? Bây giờ ăn uống là tại quán luôn à? Ăn uống tại quán luôn. Thi thoảng nắm suất bún đậu, nắm chút rượu nhé. Đúng rồi, xịt kia ăn khoát các bạn ạ. Và đây thôi, chứ ở đây mình rượu mình không uống được. Nhưng mà thi thoảng nắm suất cơm rang thì bún đậu các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là vẫn không, à vẫn sướng hơn là đi phụ hồ các bạn ạ. Các bạn ạ, đây ăn sàn ghê. Đi phụ hồ thì mày này. Chị em nói luôn chứ không phải chị nhá. Chị ở đây ăn uống tốt để cơm sang này, bún đậu các bạn ạ. Còn sao nhìn dạo này mập thế, mặt béo thế các bạn ạ. Trắng trẻo xinh gái. Mặt mình béo sẵn rồi các bạn ạ. Mặt mình béo sẵn rồi. Đây này, hôm đúng qua ngã xe đây này. Ngã xe đây. Bốc đầu rồi chị, đi nào đâu. Bốc đầu đâu mà bốc đầu. Đi gặp phải nhìn thấy cái thằng đẹp trai quá thì trong cổ điện hay cổ điện nhảy ra đường. Chị này về em bảo anh Hùng nhá. Cổ điện nhảy ra đường. Chết thật. Ê! Dạ? Đi ra ngoài em đi con mượn con xe đi. Ôi giời ơi, nhà anh nhớ xe, nhà anh lắp xe, tầm này nhà siêu xe SH chưa chắc là 8 đổ gái bằng con này. Ôi giời, nhìn mặt em này đủ uy tín rồi, em đi bộ thôi. Mà nhìn mặt này phản cảm người nhìn lắm, chắc là không được tán được con nào đâu. Các bạn đã được con nào đâu? Mình khen chị mình ạ, béo xinh gái trắng trẻo ra, chị mình bảo mình không tán được gái. Các bạn ơi, nhìn mặt nó như này thôi, nhưng mà thực ra nó ngu nó đủ lắm các bạn ạ. Đùa. Anh Hùng kể là ngủ với anh Hùng toàn xì hơi ban đêm xong trùng chăn ngửi một mình thôi. Các bạn nó bẩn lắm, bẩn lắm bẩn các bạn ạ. Thật sự các bạn ạ, gái nhà mình xếp từ Bắc Giang ra Hà Nội đây các bạn ạ. Em cũng thích yêu nhìn người ta uy tín thế này, lực sĩ thế này. Sĩ. Trời ơi, nhìn có khác gì con cò mồi không các bạn? Nhìn chẳng khác gì con cò mồi đúng không? Mình là gen là mình nó bé các bạn, chị cứ chê em thế. Người ta bảo bé nhưng mà cái gen nó to, nhưng mà đây là cái gen này là gen trội bé nhưng mà cái gen nó cũng bé các bạn ạ. Được chị gái được mình trước nhà mình trước có ách cưới chứ chị dâu các bạn ạ. Được cô chị dâu ấy suốt ngày khịa tặng em như thế. Chả thế thì sao? Mày còn đến đi còn đến đây mặc anh ngủ mặc áo mưa đến chỗ tao. Nhà mày giỏi thật. Có ý tốt lên thăm chị mà chị lên tát đánh thằng em thế. Ý tốt thì tôi không thèm nhận, các anh mang về mà dùng nhá. Công lương thường xưa là hôm nay miễn phí hả chị? Đâu, bình thường thì là 30 thì hôm nay trả mấy phí em với Hùng lên. À, miễn phí nha chị. 50. Chị chết. 50. Thế thôi nhá, chị làm việc với nhá. Em xin phép em về trước rồi. Nước từ lần sau nên thì nên hẳn loại phải nên đây chôn đi kiểu sàm sỡ kiểu biến thái đấy không thể chấp nhận được các bạn ạ. Ơ chị làm ăn đi nhá. Cô chủ ăn trên nhà 50 tuổi. Mười. Em không nái ở đâu, nái để lấy ở cần. Ơi có khách thì chị vào làm đi nhá. Em ra kia gái. Ok nhá. Uống xong nhớ tối mày chuyển khoản nhá. Tao biết này mày, tao biết là mày không ăn tiền mà. Không. Tao biết mày không mang tiền đi thôi, chuyển khóa bên nó. Thằng này riêng thằng này đi là nó không bao giờ nó mang tiền đi các bạn ạ. Được cái thế không mang tiền đi. Còn què thì mình kiếm lấy tiền. Tên nó phủ đầy các bạn ạ. Không mà mang tiền đi.
cho nên mình biết mà, cho nên là về thôi về chuyển khoản. Nhưng mà nghĩ là có 30.000 chuyển khoản cho chị cũng nhục, nhưng mà thôi biết nó không có, thôi cứ đi về đi, không chị nói rồi. Đấy giờ thằng em nên uống nước như này thì ai mà chẳng muốn nên, nên như này có chị nên suốt được. Thôi em về. Đấy. Cô chủ gọi giờ em về.